Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video của em ơi. Video này thì cũng lâu quá rồi mới có được ít đồ để bán nè. Nói chung là hai cái nhẫn này là cũng từ hai cái nhẫn bên lần bài bốc cái bát 21 nè. Bên lần bài bốc bát 21 đó. Thì Khải bán hai nhẫn này cho anh Mão. Nói chung cũng dàn tầm này là gọi cái nhẫn này là mắc pin anh em. Hiện tại server chưa có nhẫn nào ngon hơn. Chỉ có một nhẫn khăn lôi 30 sinh lực 12 đó. Với lại một nhẫn khăn lôi 25 sinh lực 60 mấy đó. Còn cái nhẫn Khải là 24 đó, 24 khăn lôi đó. Nói chung hai cái nhẫn này gọi là mắc pin anh em. Server này hiếm lắm, xanh đồ này nó rất mà khó được những cái đồ mà đẹp nha anh em. Tầm này là đẹp rồi anh em ơi. Đó 23, 20 sinh lực 139 và nội lực 72. Và cái nhẫn này thì khăn lôi 24 sinh lực 78 và nội lực 14 đó, 18. Anh em xem video cho một like này, lâu quá mà mình bán được hai cái nhẫn này ơi. Đây, nói chung hai cái nhẫn anh này thì anh cũng chưa được đẹp lắm nên anh mua hai cái nhẫn Khải này. Anh có một cái nhẫn khăn lôi 19 sinh lực 110 mấy và một cái nhẫn khăn băng 18 á. Nói chung là hai cái đồ anh mua ạc nhưng mà hai cái nhẫn nó khá là cùi nên là anh mua lại hai món này của Khải. Đó. Hôm qua mất tiếng rồi em ơi. Hello Hải Anh Nguyễn nha. Hai cái nhẫn này Khải bán được 400k nha em. Hai nhẫn này 400k Việt đồng nha mọi người. 400k là gọi máy kim 5 kim. 5 kim nhân cho 70. 350k anh em. 350k. Hai nhẫn này Khải bán 350k Việt đồng. Khoảng 5 kim nha anh em. 5 cục kim bảo. Đó. 5 cục kim bảo. Đó, kim bảo Khải đây nè. Cứ một cục là 70k nè. Đã bán được 5 cục kim bảo là tương đương khoảng 750k Việt Nam đồng rồi đó. Đồ khăn tiếng quá rồi mày. Hôm qua la quá rồi, sói nữa ấy. Giờ khăn tiếng Khải không thể nào mà Khải nói nổi luôn nè. Ráng lên like với anh em chứ thiệt tình là nói không nổi nữa luôn. Rồi ok. Được Khải giao dịch cái này qua cho xe đã. Tiêu rồi. Hello anh em mới vô nha. Ok anh Huy Hình vô ạc nè anh ơi. Anh ráng hoạt động đi rồi. Ok.